ကုဆိုရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေဒီရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တော်အကြမ်းမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမောင်တော်ရတဲ့တောင်မြောက်ဦးပေါ်လေးရှင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိရခိုင်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါ
chi nghe ya a wa la du be di banawa phe ma le phit ni da do le ja so ro di now ro te ga mu ni thi ma ho de tin phit da si da bo no ho na pi lo shi yin di ma ni ga so lo shi yin do ho mya u ne ni thi ma di lak ka yan na ma tin lo tat twi shi le ni ya go ni ma sit ta pa ga win ya la de do ja mu lo ho thi twi mu khana le phit da si de ho dai pwe di ji ma ma phit da mu lo ma hu bo ho ane tha ga ro ho a di ane tha ba da ba me lo đi nhà mà xích đá bê gan thì rồi nhà này bay mà thì nhà này lấy này sinh ra gan này ngã này khuyết thì bọn nó ấy đi giá cả lắm mà ở nhà ta thì người ta chơi vào thì bọn nó ở chỗ bên đi đại quý phi đến nhà này bà má mà sang này ở nhà này họ lên cái nhà sang cái đó xí đấy, cho nên ấy đi mà đi nhà u miếu này kinh sinh vào họ ở lên cái gì thì đó xí đấy, nào đi nhà u miếu tham lấy nhà quan họ lên cái gì thì đó xí đấy. So ở phía trên này là đó thì nhau chỉ xây thì khăm tông khoảng khoảng khăm ngã lên xí của nó ấy thì tất cả những điều mà ở lên này chỉ là thì lâu tông xí lâu biết đã xí đấy ở đi cái đó thì ai đã bị đuổi lên này giờ thì của nó ấy thì mà nhau nhau này kén xây vào của phía trên nào bị lỗi xí nhau nhau tham lấy giá quay của phía đó tham lấy giá quay mà nó thông ý chẳng có thể được biểu đấy so đó thì nhau nhau này kén xây vào mà nó giá thế của lên này thì cha giáo bao quý là bọn nó anh ấy xong nó giá thế mà quý là ngã luôn lao xí là bọn số đó ấy đi mà giá đã bị đủ đối tế chế ô anh đã giá đã để chết đấy ô ấy đi mà tế xong này đủ cái đó ô tông nhau bọn máu nhà đủ lên số đó tại ngã này khli li thì ào ô tế đó đấy nào ví dụ như u la máu đấy tại tông xây xin này bọn ô nhau nhau này xong đấy giá cả số ấy đi thì giao tiền đấy nào ví dụ đi đồ ấy nó cũng sợ, ở đây cháu sẽ xin đi xem phá gì bọn nó, ở đây mà đi nhau nhau này kinh xây nhà, rồi ở đây tông giao tiền đó đấy, đã ở giờ bọn nó đi bồi thường bị tiền đó là nào bây giờ chỉ nào ta chỉ yêu cầu gì đang ở đâu, ở đây mà nhớ được đi à nói yêu thì nhớ ta tông giao chỉ yêu đang ở đâu là gì đấy. So đó đi cả cái đó đi nhà mà xích đá bê gan thì đó thì ở nhà ta bị đủ rồi, kiếm mà tháo bị rồi tay khay đã chết đấy. Ồ đã nè bây giờ lúc mà sáng nay lâu giờ chết nào bây giờ xin đã xây ra cho mua bia miếng cái nên chú là nào chết đấy cả. Ok sau đó đi xét cả à cứ lo giờ đào rồi bỏ kim mà thà tay khay là đàn em bắt tay bây giờ sau đó đi giờ khay đất đó đi phải cả rồi bao nhiêu sáu lô tòa bố chỉ bắt được không à cứ lo nhiêu đi tay quay nè bà má mà sáng nay nó đi nhà ta đi đủ rồi kim mà thà bây giờ đi nhà mà xét ra phải cả đi lo nhiêu tay khay tất cả đã ha ở đó lúc mà sáng nay lâu giờ chết đấy, đó số ở đây xây nhà mua chết đấy, ở đi lâu giờ để đi xây nhà mua chết đấy, nhà mà xây nhà này này đào vàng mua đào vàng không xây mà chết đấy, cho nên chúng tôi là khánh cái đồ này này cái đó, à khu lô nhỏ chúng tôi đi ở đó, ở nhà đó là khánh đi du lịch, mà để nhà ta chia để lâu giờ bộ mà chúng tôi cái đó là lúa ăn lúa, ở lễ trung giang tay khay đó mà chết đấy vậy. Chà đi nào được cứu cả đấy thì xe lại tiếp bị đập chết mà ba anh đang xem cầu gì vậy? Đến giờ chín năm mới mà xem cầu gì? Biểu quan nhà số mấy thằng à? Thì tại buổi phim yến, y khai phim đối với nên làm số video thì đến giờ chín năm mới mà bỏ tiền tiền go, chen chào quay là chỉ ba đấy. À cô đấy thì tại buổi này mà xài đấy, vì ở đây cái giá tài rồi, lên cái chi trả video thì mình cái biết khai khai nhà đấy chín năm mà chỉ ba đấy. Sau đó đàn em bắt tay video yếu xia, ba miếng biểu biểu chỉ là cái gì? À học được rồi cái gì? Ở địa giá đó. Nông hoa đã mang đi lúc giờ mà bọn nó đi do mình thằng à tụi nó đi tập đến là xin lên với mà đi du lịch của chính cháu cái bông gà nhiều nè đặt giang giang đến nên tiêu thay là xí đấy đi đây này với aku ở cái gì lấy cái gì thì mà tụi nó lâu là đặt đi à đấy ở đại gia mua luôn đặt nhưng mà xí cả ha tụi nó à sang cái gì cả nó đã xí xin xin này đi xong là vô phô giá là vô ở đi cả cái đó đã tới với chỉ là xin đi du lịch của ở biên miền xong là nhiều bọn nó ở đây là ở đây đại lễ bên tụi nó cũng lâu đã vô
ဟိုဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတင်းစီစဉ်ပြီးတော့မှဟိုစီစဉ်ထားတဲ့ဒီစီရစွာမှုကိုဒီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကကျူးလွန်တာလို့ဒါလုံးဝဒီခိုင်မာတဲ့ဟိုအထောက်အထားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ Okay, เสียอคูโลเฉินนี่ก็တော့ဒါဟုတ်လားဒီအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီရခိုင်ပြည်မှာရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်သူတွေဘယ်လိုမှမလုံခြုံတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပြသတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခုဖြစ်တဲ့ဒီရခိုင်တိုက်ပွဲဟာဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ပေါ်လေဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုရခိုင်ပြည်ကနေအပြစ်ဒဏ်တိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဟုတ်လားဒီရခိုင်ပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတတဲ့အရာပြီးတော့ဒီအေအေရဲ
chúng nó lúc đi du lịch phải đâu đó chứ, à công sản chủ gia này là à chỉ bảo đấy, ô à cô đi tây quê này thì à, bây giờ chỉ làm nên số là cái đó, ô chúng nó đó, ô chỉ đi giáp cho nó rồi mà giàu được chứ, nó đam mê luôn chúng nó đó này là cái đó, ô chúng nó lúc đi du lịch là lồng trong yên này thì ở đây ôn hình suy nghĩ, ô cả quê này bốt cái đó. Ở trên này là rồi xí ở nhà mà xíu bây giờ thì cái giáo sư mua về xí rồi ở đây mà lô lô xí đó cho nó gì mà đi ở bên đây chơi lên được xí luôn ở bên này ở đi cái giáo sư mua về xí rồi đó ở lô lô xí đó kêu luôn nhà vậy. OK OK, chà, nào giờ anh này bảo đấy, đi ở khu trên này đấy, đi cái khay tai bùi rồi này, sát sát bị đó, đi cái khay bị đu rồi rồi, à, cho nó đó như gì mà TV gan interesting, bảo đó đến giờ cam nhiều ba trăm vạn đấy không nhá. Học cái bác này, đặt cho nó rốt đi đuôi gỗ, cho nó rốt cái rồi đi, à, lông trong cái cây ra thì nó bắt được gì đó, thâu biển chết rồi đấy, đặt trên này thâu biển chết ra là xí vào đấy, thâu được cái nó đi mai ăn đi, nó bắt được gì đó, ở cho nó rốt thâu biển đi rồi chết ra là xí đấy, sau đó cứ cái rồi đi nhà má xíp ra ha, ở tay quê để chết ra này đặt đi đuôi gỗ, ở cái khác đâu mà số đấy ha, ở đâu đi, à, lông hoa xinh xinh này này, ở bia ta lấy gì chết đấy, đặt giống một lô, ở nhà má xíp ra nhà đi lên cái gì đó là nè. Ở cả quê này vô tới đó, ví dụ về nên là, ở mình mình đâu, mình thấy nên đi nhà nhà lại nó, ở mình đã du lại rồi, anh nói thì thu tiền đi, cô này anh đi xong mà, ở nông trường này đi, cái đầu tiên này, nó đi, à, nông trường trong khu nông này này đi, bán cái đồ gỗ nó, à, tại này thì phải chú lâu thời gian vô tới đó, lâu anh này đi lâu thì nó ra đó, ấy là nhiều, ở tại địa phương mà đấy.